Mới đây, nữ ca sĩ Thu Minh gây chú ý khi khoai cơ thể săn chắc, gọn gàng, đặc biệt là vòng eo lộ rõ múi. Cùng với đó, Thu Minh tiết lộ bí quyết giữ dáng của mình, đó chính là chế độ ăn hạn chế tinh bột xấu và chất béo. Như thế mà dù ăn quá trời quá đất, cô vẫn sở hữu thân hình nuột nà, thon gọn, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thu Minh cho biết mỗi ngày đều đặn hai lần cô chạy bộ vào buổi sáng và trước giờ đi ngủ.